bản thiếu, xe đông lạnh bản thiếu. À, bản thiếu. Ừ. Hello các bác nhá, đây review này, đây review người em nhá, đây đây review riêng người em, review cho người em này, bàn giao cho em đưa còi đây, đây còi đây, đây được con còi ong các bác nhá, chất luôn, đây bàn giao cho Sơn đưa còi ong nhá, đây Sơn tự tay đập hộp rút nó ra đi, đấy tự tay đập hộp rút ra luôn, đấy hôm nay review cái video một anh em nhá, xem Sơn đập hộp cái còi ong này. Xong rồi mai kia mình sẽ review em ý lắp lên xe cho các bác xem nhé. Đó. Đấy, còi ong. Chất chưa các bác? Con này thì còi này thì mình đã có cái review giới thiệu cho anh em rất là nhiều rồi. Đấy, hôm nay thì đôi còi này đặc hộp lấy hộ em ý bên kia về rồi. Đây các bác nhá, còi ong. Đẹp luôn. Đây, còn đây là ong tàu này, một đây là em ý đang cầm ong xịn nhá. Đây, ong xịn ong tàu. Sao nhìn đây này, con này nó liền này, sao này. Này nó liền này. Liền hết. Đúng rồi, cái này xoáy đen, xoáy đen. Xoáy đen, đó. Đây, đang test so được. Ngắn hơn, con này ngắn hơn mà Sơn. Con này có 97 thôi, con bò này là 1 mét. Đấy, các bạn thấy không? To với tàu rồi. Đó. Đấy, đây là con dài nhá, đây con ngắn Sơn này. Đây, phụ kiện đầy đủ Sơn nhá. Phụ kiện đầy đủ, chân của nó, để bắt chân này. Đấy, ốc nhái của nó bắt vào đây này Sơn này. Em giờ đây là em cứ dùng đi, khi nào hỏng thay sau Sơn được không? Giờ đây là không dùng anh. Được, dùng được, thoải mái, cứ chơi đi, khi hỏng thay, tội gì. Chơi anh. Đấy, xong, đây nữa. Đập vào tiếp. Đập vào tiếp các bác nhá. Đấy, giờ đây mình sẽ đập hộp tiếp. Alo à, alo. Dạ, dạ, đúng rồi, em đây anh ơi. À, nó đây anh đợi em một tí xong em, anh có dùng Zalo Facebook hoặc là Messenger không, anh gửi sang đi em bảo giá sang hết cho dễ hơn. Em ở Hà Nội ạ. Không không sao, cái đấy không quan trọng, quan trọng vấn đề là em cứ gửi cho anh cái clip xong anh thích cái gì anh bảo giá cho em cái đấy thôi. Một mặt à, rồi thích hợp sinh nhan, ok anh, em có hết ạ. Ok, số này thôi anh ơi. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Rồi, sau đây các bác nhá, mình vừa nghe cuộc điện thoại của một bác khách hàng. Đây. Đấy, Sơn đã đập hộp hai còi thành công nhá, đấy. Đó, anh em thấy không? Đây là còi ong này, ong xịn của Đài Loan. Đấy, nhiều bác hỏi mình là ong vàng hay ong trắng thì mình hỏi các bác luôn nè. Ong bây giờ chỉ có ong trắng thôi, còn ong vàng không có đâu, vòng vàng ngày xưa thôi. Đấy, đấy một cây ngắn cây dài các bác nhá. Một cây là 1 mét, một mét cây là 97 và một cây là 68 hay 7 mấy gì đấy, mình quên mất rồi. Mình cũng chỉ biết là ong xịn thôi. Đây, ong xịn, made in Taiwan. Đây, cái này Taiwan. Đấy, sản xuất tại Đài Loan các bác nhá. Đó, rất hay luôn, cầm lặng trịch luôn. Đây, cho Sơn cầm thử quả tàu này. Cũng lặng nhưng mà nó không bằng. Đây, đây. Lặng hơn mà. Đó, hay luôn. Rồi xong, để đây tính cất cho. Cái đây tính cất cho. Có hơi không anh? Thầm luôn. Thầm luôn á? Ôi chết rồi. Con này phải có hơi cơ. Anh lại không có hơi. Không có. Con này phải có hơi, phải có điện nữa. Có điện á? Ừ. Con này phải có điện đấy chứ, nó mới đánh được, nó mới gì ở đây chứ. Còn mình gì ở đây được nhưng mà nó không hay đâu. Anh có cái nhại có. Nhại còi có. Có. Ok, xong anh lấy luôn nhại còi luôn cho. Đó, anh em nhá, đây. Một ngắn một dài đấy, các bác thấy không? Đấy, Sơn đã đập hộp xong thành công siêu phẩm nhá, đấy. Còi hơi ong vàng xịt Đài Loan. Đấy, mai kia mình sẽ làm cái review em ấy lên xe nhá. Các bác biết lắp xe gì không? Đây cho các bác nhìn xe của em ấy luôn nhá. Đố các bác biết em lắp xe gì đây. Xe này chưa phải. Xe chưa phải à? Rồi thì không phải rồi. Mai kia siêu phẩm xong phim thì lên sóng các bác nhá. Đấy thì mình cho các bác xem em ấy lắp. Rồi anh em mình kết thúc cái video này đây, làm cái video kỷ niệm. Đập hộp đôi còi ong trắng xịt. Rồi xong đó mình sẽ mai kia mình sẽ quay cái video lắp lên xe một chiếc xe mình không bật mí. Mình không nói các bác là lắp xe gì. Mai kia mình sẽ làm cái video 2 về của em Sơn. Đấy, ok, thank you các bác rất là nhiều nhá. Cảm ơn Sơn rất là nhiều. Ok, thank you các bác nhớ liên hệ mình theo số điện thoại là 0978823083. 0978823083 nhá. Ok các bác. Em coi sai.
Ờ đi nhá, bye bye Sơn, cảm ơn Sơn rất nhiều. Đó, anh em thấy không? Thank you Sơn nhá. Từ từ. Không, bên này hơi vọt được, bên này chỉ thôi. Tôi. Này không lắp bàn điều áp thì có mấy bước. Này. Hai phải chết mẹ. Bỏ có cái tay luôn. Sao? Cái chết to mà, cái chết to mà. Bỏ giò gì được, bỏ áp là được. Đủ cân.